đấy, rất là sáng. Xin chào anh em, đây là chiếc xe mà mình với độ xong đuôi đèn mã LS500. Quay lại cho anh em xem này, buổi này đang khoảng tầm là 7 giờ đêm. Đấy, đây là mình vừa bật đèn lên rồi nhá. Bây giờ mình tắt đi anh em này. Tắt đi này, đấy thì nó vẫn có đèn đường một chút thôi. Bật lên này, sáng luôn, đá pha này. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo cho anh em đi được khoảng cái tốc độ khoảng tầm là 100 km/h. Còn nếu mà cái hệ thống halogen trước ấy thì nó cũng không được VIP lắm. Đó, thế rất là sáng, tắt đi này. Bật lên này. Đấy. Cái khoảng sáng ở ngay trước đây thì nó cách khoảng tầm 2,5 m đấy anh em ạ. Đây. Từ đây đến đây. Đó là bắt đầu nó sáng rồi, nó sáng tít lên trên kia. Đấy, mặt đường như vậy thì cũng khá là ngon. Đây tầm khoảng giá khoảng tầm 6,5 thì mình nghĩ đây là một trong những cái phân khúc mà có thể cạnh tranh được với cả tầm 7-8 triệu luôn, chắc chắn luôn, thì nó rất là sáng. Nếu mà anh em cần đến một cái mã rẻ hơn thì có chọn cái mã LS300, nó khoảng tầm 4,5 triệu, cũng rất ngon nhá, cũng rất là ngon. Đó. Thì toàn bộ quá trình đấy là anh em phải tháo đèn ra để độ thôi. Đó, rất là sáng. Đấy, tắt này. Cái điều đặc biệt hay của LED ấy, đấy là bật cái là sáng luôn. Và hoặc là anh em tắt này. Và chúng ta ở đây thì lại đèn halogen nguyên bản rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ đá pha lên là sáng luôn. Tí nữa mình sẽ đấu ở đây nữa để cho nó sáng cả pha luôn. Đấy, rất là sáng. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại ở trên cái chiếc xe này cho anh em xem này. Đấy, ở đây có một chiếc xe Grandit nữa. Đấy, nó cũng được độ. Thì đây, đó là quay trước của chiếc xe Honda City. Em tắt đèn hộ anh nhá, để mắt quỷ. Đấy, ở đây nó có mắt quỷ này. Mắt quỷ đỏ nhìn cho nó ngầu anh em ạ. Đấy. Nếu mà anh em ở những cái cung đường mà đèn đường nó ít ấy thì nên độ một đôi đèn vào đi cho nó sáng. Bộ đèn này được bảo hành 3 năm. Đấy. Lắp vào nó sẽ trông chiếc xe nó sẽ đẹp hơn, ngầu hơn rất là nhiều lần. Và nếu cần thiết nữa anh em độ thêm đôi bi gầm. Ôi, sáng chưa? Pha này em. Ok. Đó. Hoặc rẻ hơn thì anh em thay mình hai đôi LED thì không phải mổ pha mổ phiếc gì cả, cứ thế là làm thôi. Ok, mình sẽ quay đến chiếc xe tiếp theo nào. Đây, chiếc xe Grandit. Đấy, chiếc xe này thì hệ thống nguyên bản ấy anh đã có một đôi bi xin ông rồi. Dạ xong rồi anh ạ. Ok, đôi đèn bi xin ông này của anh tháo ra thì anh em đang bỏ đi rồi. Đấy, đang tháo ra này thì nói chung là lắp chiếc xe này chắc được chục năm rồi anh nhỉ. Đấy. Đấy, còn được chục năm rồi thì hệ thống đèn nó cũng kém rồi anh em ạ. Lắp đôi đi cho nó sáng. Đấy, cái ông bán hàng thì ông nghe toàn gạ khách hàng lắp thôi, nhưng thực tế là anh em thấy tối thì lắp thôi chứ không phải gạ. Quay đây cho anh em biết đến thôi. Đấy. Và một điều đặc biệt nữa ấy, đấy là những chiếc xe mà sau hơn chục năm rồi thì mình có lời khuyên đấy cho anh em là anh em nên đánh cái phần này để cho nó sáng lên này. Vì nói thật là cái này sau chục năm này nó cũng già mà. Cái mặt Mica này nó cũng bị già đi. Đấy. Thì anh em đóng xong hết rồi, chờ để gá lên thôi và nó bị xước. Đấy, đánh đèn này nó cũng mấy trăm nghìn quả đấy anh em ạ. Nó rạn hết này. Đó, rạn hết toàn bộ luôn. Thì ở đây là đã xong hết rồi tất cả mọi thứ rồi. Đấy, chốt bằng chụp bằng cao su, tất cả mọi thứ ngon nghẻ rồi. Mình gá lên, quay lên cho anh em. Gá lên bật đèn cho anh phát được không? Gá lên bật đèn cho anh phát được không? Ok, đây là mình gá tạm lên rồi anh em ạ. Đấy, gá tạm em bật đèn lên cho anh em xem này. Tất nhiên là cái này mình, nếu như mà mình muốn nó sáng tuyệt vời nữa thì phải đánh cái này đi này. Anh em thấy nó bị khúc xạ đi nhiều đấy. Nhiều đấy, không ít đâu.
Đấy, ví dụ những cái chỗ này nó bị ố đây này. Đấy, mình quay lên. Đó, em đá pha được chưa nhỉ? Đấy thì ở đây mình đang gá tạm nên nó hơi thấp. Ok. Đó thì đang đóng nốt cái phần còn lại thôi. Ok, em tắt độ anh. Ok, đấy là cái gói đèn. Nếu như là trong trường hợp anh em muốn sáng nữa ấy, thì anh em độ thêm đôi bi gầm ấy nữa là tuyệt vời. Đấy, độ đôi bi gầm nữa cũng rất là tuyệt vời luôn.